Phần thầy, thầy bảo cho anh em biết hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-siêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều này thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ: các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Thưa anh chị em, với nhiều sự chiến đấu trong cuộc đời, cuối cùng chỉ còn một cuộc chiến, một đối thủ, ấy là tiền bạc. Chỉ còn một lựa chọn, đó là Thiên Chúa hay tiền tài. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Với khẳng định này, Chúa tóm tắt những gì cần phải nói về tiền bạc. Tiền bạc vốn chỉ là một phần trong đời sống, chỉ là một tôi tớ, một phương tiện phục vụ con người. Nhưng nó thường hay phản loạn, cạnh tranh với Thiên Chúa, chiếm vị thế của Chúa. Ta thấy rõ điều này trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Tiền bạc chi phối mọi sinh hoạt của con người, tiền bạc thống trị thế giới. Khi người ta để cho tiền bạc lên tiếng thì mọi tiếng nói khác phải im lặng, kể cả lương tâm, kể cả đạo đức. Nhưng lời Chúa qua tin mừng hôm nay khẳng định cho chúng ta rằng Chúa mới là trên hết, Ngài là tất cả. Quả thật, có những gì chúng ta có mà không phải do Chúa ban. Từ sự sống đến linh hồn, từ thân xác đến trí khôn, từ thời giờ đến sức khỏe, từ gia đình đến bạn hữu, tất cả đều đến từ Chúa và phải dâng về cho Chúa. Tiền bạc có đó là phương tiện Chúa ban hầu giúp ta đạt đến sự sống đời đời. Lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ ngày xưa, hôm nay cũng đang nói bên tai chúng ta. Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón trước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Lạy Chúa, xin đừng để đồng tiền làm con xa Chúa. Xin cho con biết sử dụng tiền bạc theo ý Chúa muốn, biết dùng tiền để làm vinh danh Chúa và mưu ích sự sống đời đời cho con và cho anh chị em con. Amen. Xin cảm ơn ông bà, anh chị em.